Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Commuter. Anh em thấy trên mặt bàn mình là vô lăng đúng không? Thì vô lăng để làm gì? Dĩ nhiên là để lái xe rồi. Vậy thì các cái tựa game hỗ trợ như kiểu sử dụng vô lăng, ví dụ như List for Speed này, Aero Truck này, Truck Simulator. Đấy, những cái tựa game kiểu hay thậm chí là GTA 5 thì đều có kiểu cái tựa game lái xe đều hỗ trợ hết. Những cái tựa game như vậy ấy, anh em sử dụng bàn phím thì đương nhiên rồi, vẫn có thể chơi được bình thường. Tuy nhiên đặc thù là các tựa game lái xe thì chúng ta phải cần một cái bộ vô lăng để lái xe thì nó mới gọi là hợp lý hơn. Và mức giá tiền để sở hữu những cái bộ vô lăng kiểu như anh em thường thấy đến từ Logitech chẳng hạn thì mức giá của nó rất cao, khoảng 7 đến 8 triệu mà không phải ai cũng có tiền để mua. Vì thế ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho anh em một bộ vô lăng khác có mức giá nó dễ chịu hơn rất nhiều. Mặc dù là mình biết tiền nào của đấy, tuy nhiên với mức giá bộ vô lăng này là 1,6 triệu thì mình thấy đây là một sự lựa chọn rất đáng để anh em có thể trải nghiệm các tựa game trước khi có nhu cầu gọi là mua các bộ vô lăng khác nó xịn xò hơn chẳng hạn, hoặc là chơi để cho biết. Vậy thì đầu tiên mình sẽ nói đến phần này. Nhắc phần vô lăng thì mình sẽ nói đến cái phần bàn đạp trước. Thường nếu mà vô lăng anh em kiểu rẻ quá trên mạng nó thường có mỗi cái bên này thôi. Tuy nhiên bộ vô lăng mình đang giới thiệu ngày hôm nay thì nó sẽ có cả chân ga lẫn chân phanh luôn, kiểu cảm giác cho nó tự tin. Thì ngoài ra anh em thấy này, đấy như này thì nếu anh em cảm thấy kiểu con này hơi ngắn mà không phù hợp quá thì có thể mở dài ra như này để kiểu cái cảm giác chân nó thoải mái hơn. Và anh em cũng phải không phải lo lắng kiểu nó có bị trơn trượt hay không, thì đây, ở đây có rất nhiều các phít cao su nên không phải lo lắng kiểu nó sẽ bị trượt ra ngoài đâu. Còn mình sẽ nói phần vô lăng thì vô lăng này sẽ có hai phiên bản màu, một là phiên bản màu đen và hai là phiên bản màu cam. Thì mặc dù mình biết là có rất nhiều anh em thích cái phiên bản màu đen mà trông cho nó gọi là cổ điển ấy, tuy nhiên với phiên bản màu cam này trông cho nó kiểu đặc tính kiểu racing boy. Ngoài ra ở trên cái phần thiết kế của cái vô lăng này thì có cái kiểu biểu tượng lửa nữa, không biết có phải là cái nhà thiết kế của vô lăng này ngày xưa là racing boy không, nhưng mà cái biểu tượng lửa này thì anh em thấy rất nhiều trên phim những cái năm 80 rồi. Còn ngoài ra anh em thấy có rất nhiều các nút bấm để anh em có thể setting một số các cái kiểu phím tắt để sao cho nó phù hợp khi lái xe nhất. Thì ở đây vẫn có cần số và bên trái bên phải tùy chỉnh thôi. Thì đây sẽ hỗ trợ số sàn và số tự động. Đây là gọi là một cái rất hay ở trên cái bộ vô lăng giá chỉ khoảng độ 1,7 triệu thôi. Thì những tính năng mình vừa nói ở bên trên thì đây anh em nhìn thấy cái vô lăng này có thể quay được 180 độ. Thì cái vô lăng này sẽ phù hợp với những bạn kiểu chơi tựa game đua xe thôi. Còn những cái bạn thích kiểu những cái tựa game giả lập ấy thì hoàn toàn có thể lựa chọn phiên bản PXL cao hơn, mức giá khoảng 2,4 triệu. Lúc đấy thì vòng quay sẽ mở rộng hơn đến 270 độ hoặc là 900 độ cơ. Cái đấy có thể tùy mỗi người thôi. Thì theo như mình ấy thì mình sẽ lựa chọn bộ vô lăng này kiểu chơi để trải nghiệm cho biết. Và đây như anh em thấy này, nó được hút bằng cái giác hút trên bàn, nó rất chắc rồi. Và nếu như anh em cảm nhận nó vẫn chưa đủ chắc chắn thì vẫn có ngàm nữa để có thể bắt chắc chắn vào bàn luôn. Và nếu như bạn kiểu mức giá bỏ ra khoảng 1,7 triệu thôi, muốn mua về trải nghiệm gắn lên bàn như này thì hoàn toàn được. Còn ngoài ra nếu như thích kiểu trải nghiệm nó thật hơn một tí, kiểu ngồi ghế chơi game tựa lưng vào trong giống lái xe thật, thì bên mình cũng có bán một combo khác. Cái bộ ghế ngồi nó rơi khoảng độ 8 triệu. Thì đấy là do mỗi người thôi, nếu như bạn thích thì hoàn toàn có thể đặt mua. Thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của dưới video này nhá. Các cụ đã bảo rồi, trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy thì không bằng một thử. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ lắp cái bộ vô lăng này vào cái bộ combo của mình, cũng như lắp vào bàn để cho anh em thấy được là khi mua về và khi sử dụng nó sẽ như thế nào nhá. Ok, vừa rồi chính là phần trải nghiệm với phần lắp đặt của chúng mình rồi. Vậy thì đây nhá, mình sẽ loại vấn đề như này. Đồng ý một điều là các bạn chơi cái tựa game đua xe thì dựng bàn phím thì vẫn chơi được, tuy nhiên cái trải nghiệm chắc chắn là sẽ không thể tốt rồi. Và khi anh em sở hữu một mẫu vô lăng thì rõ ràng trải nghiệm nó cao hơn. Mặc dù mình biết là tiền nào của đấy, bởi vì anh em bảo ui cái bộ vô lăng này có 1,6 triệu thôi, làm sao bằng cái bộ vô lăng đắt tiền được. Nhưng mà chúng ta phải so sánh đúng mức giá. Thì những cái bộ vô lăng kiểu đến từ Logitech mức giá 7-8 triệu rõ ràng trải nghiệm nó phải rất tuyệt vời rồi. Tuy nhiên đối với những bạn mà cái túi tiền nó eo hẹp, hoặc những cái bạn kiểu đang là sinh viên học sinh, hoặc là những người mới làm như mình ấy, thì sở hữu một bộ vô lăng như này thì sau giờ làm việc kiểu về nhà chơi game thì đây là bộ vô lăng rất đáng lựa chọn. Và ngoài ra khi mà ngồi ghế chơi game bình thường ấy thì kiểu có lái xe không đạp phanh ấy thì ghế kiểu hay bị đu đu đằng sau như anh em vừa thấy đấy, thì chúng ta sẽ cần một cái bộ combo khác. Thì đấy, như bộ bàn ghế anh em cũng thấy luôn rồi đấy, thì kiểu ngồi vào chơi game sẽ rất chắc chắn. Cái này là tùy thuộc vào túi tiền mỗi người thôi. Thì đường link của
của tất cả các sản phẩm sẽ để ngay dưới phần mô tả video, các bạn có thể click vào. Đừng quên bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Alphard Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. À, và đừng quên một điều, chúng mình sẽ bán online và hỗ trợ trả góp 0% kể cả những cái sản phẩm như này nhá. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau.